nghệ thuật cây cảnh bonsai một thú chơi tao nhã nở rộ trong nhiều năm trở lại đây đã tạo sức cuốn hút và lan tỏa đến những người chơi cây và yêu cây những chậu bonsai đẹp độc đáo chính là sự kết hợp giữa thiên nhiên cùng bàn tay khéo léo của con người để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sống động góp phần làm đẹp cho đời đến thăm vườn cây cảnh của anh lê văn hạnh tại phường hòa hiệp nam quận liên chiểu mới cảm nhận được rõ hơn sự kỳ công của thú chơi này bán duyên với thú chơi cây cảnh từ năm 2003. Đến nay, anh Lê Văn Hạnh đang sở hữu hàng trăm chậu bonsai với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau. Từ những chậu bonsai mini để bàn đến các chậu lớn đặt sân vườn, mỗi gốc mỗi cành đều có những kỷ niệm riêng với anh Lê Văn Hạnh. Có những chậu được uống nắng từ cây con, song cũng có những chậu được cắt chiết hay ươm mầm từ những gốc phôi. Ngoài yêu cầu về kỹ thuật và sự tỉ mẩn, thú chơi bonsai với anh Hạnh là niềm đam mê bất tận mình đi đào những cái cây rồi mình về mình ươm, ươm mầm á. trời nào mà nó đạt được ý ý tưởng được của mình, đó, đó là mình rất thích. Bên tách trà nóng, không gian thoáng đẳng như vườn bonsai như thế này là góc nhỏ để anh hạnh và bạn bè thư giãn, gác lại những buồn bề cuộc sống. À, anh hạnh là một trong những hậu viên thành viên của chi hậu sinh vật cảnh của phường Hoài Bắc Thì chi hội mình thì thành lập trong năm 2018 thì với 15 hiện nay là 15 hậu viên à, 15 Hậu viên này thì có cái niềm đam mê có cái óc sáng tạo cũng như là trao đổi những cái kinh nghiệm à, thu hút được có cái hậu viên à, qua đó thì ảnh cũng là một trong những người là được thành phố được tôn là nghệ nhân cây cảnh ngoài đam mê thì cũng cần sống được với nghề Chính vì vậy, anh Hạnh cùng các thành viên trong Hội sinh vật cảnh phường Hội Bắc đã nhân rộng mô hình này để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bài toán đầu ra vẫn còn nhiều khó khăn. À, hiện giờ là mình cũng mong muốn là mình ra tạo ra những sản phẩm này mà nhưng mà chưa có một một cái chỗ nào mà để mình tiêu thụ những sản phẩm. Hiện giờ mà là tôi cũng đang gửi gửi những cái sản phẩm để tới chỗ nơi khác tới số sinh và cảnh của quận lên kiểu để cáo đầu ra để kiếm cái thêm cái nguồn kinh tế thu nhập cho gia đình. Ban đầu thì các cái hậu viên của mình thì làm những cái cây bonsai ở cửa to, cửa trung cũng như là cái cửa nhỏ. Tuy nhiên thì đối với hậu nông dân phường thì cũng tuyên truyền hoạt động có cái thành viên trong hội thì là nay chuyển sang những cái cây bonsai nhỏ, những cái cây tiểu cảnh để bòn để cho nhân dân hoặc là có cái người chơi dễ mua niềm đam mê với nghệ thuật bonsai đã mang đến cho anh lê văn hạnh những giá trị tinh thần quý báu một mùa xuân mới lại về đất trời đang thay áo mới những chậu bonsai của anh hạnh đã góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm nhiều sắc xuân